Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thị trấn Lóc Giò của tỉnh Đồng Tháp các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà anh Hiếu các bạn. Anh có giao lưu với anh em một số con mai tàn rất là đẹp nha. Mức giá anh đưa ra thì rất là hợp lý các bạn ơi. Giờ bắt đầu vô quay chi tiết cho các bạn xem, anh em nào thích gốc nào thì mình liên hệ với anh Hiếu để mình giao lưu. Rồi đầu tiên quay gốc số 1 cho các bạn xem các bạn ơi. Đây một gốc mai tàn, một thân một cốt. Tàn rất là đều nha. Cái này mình có con tàn vô rồi hả anh Hiếu? Con nè. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Cái này cao khoảng trên 2,5. Dạ, tán ngang nhiêu anh? Ngang cỡ 2,5. Mặt bông này mình thấy chưa anh Hiếu? Con này thấy có 5 cánh, 6, 7 cánh chưa? Dạ là từ 5 đến 6 cánh hả anh? Dạ. Đây bạn, một cốt nha, xương tàn cũng đều quá. Nhìn có duyên các bạn ơi. Lô này mình đem về được mấy ngày rồi anh? Này cũng 3 ngày à. Dạ, này anh đem về anh xuống lá rồi các bạn ơi. Đây nè, này về anh em trồng liền luôn. Đây là bộ đế đây. Đế khá đẹp các bạn ơi, tứ diện có hết nha. Rồi em nhờ anh Hiếu đo em thông số này khoảng bao nhiêu anh? Rồi khoảng nhiêu anh? Còn 37 à. 37 ha anh. Đặt 51. Rồi cũ đặt 51. Đế 100. Hoành đế 100. Rồi bên đây cho người ta thấy. 40. Rồi thoát thân 40 các bạn ơi. Rồi 13 ok anh ơi. Rồi quay lại một vòng nữa bộ tàn cho bạn xem các bạn ơi. Cây ok nha. Thân tàn đế chuẩn. Rồi số 1 này giao lưu với anh em giá nhiêu anh Hiếu? Cái này giao lưu với anh em là 22 triệu bao ship 200 km số. Rồi 22 triệu các bạn ơi, bao ship cho anh em 200 km. Rồi tiếp theo các bạn ơi, có mã số 2. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Cái này cao cỡ hơn 4 m. Dạ, trên 4 m ha anh. Tán ngang như anh. Ngang, rồi một thân một cốt luôn các bạn ơi. Đi một vòng cho các bạn xem cái xương tàn nha. Cái này mình có con tàn cho luôn anh. Còn mặt bông thấy chưa anh? Bông 5, 6 cánh, 7 cánh. Rồi 5 tới 7 cánh. Phong cao các bạn ơi. Là vậy anh em nuôi tạo tàn tán lập đầy đủ anh em chơi thôi. Lô này cũng đem diện lực luôn anh. Rồi đây là bộ đế các bạn ơi. Củ nở luôn. Rồi, đế tương đối khá các bạn ơi. Cái này mình khai thác đế hết chưa anh? Đó là khai thác mà còn. Bên dưới còn ha. Đế đang bung ra. Dạ. Rồi đo anh đo thử thông số khoảng bao nhiêu anh Hiếu? Thân sắn nhẹ các bạn ơi. Đi quần thân 40. Rồi 40 hoành thân. Cũ đặt 50. Rồi cũ đặt 50. Thoát thân 40. Rồi thoát thân 40 các bạn ơi. Rồi quay lại một vòng nữa cho các bạn xem cái mã số 2 nha. Phong rất là cao các bạn ơi, trên 4 m nha. Mặt bông thì từ 5 đến 5 mấy cánh anh? 5 đến 7 cánh. 5 đến 7 cánh ha. Rồi số 2 giao lưu với anh em giá là sao anh Hiếu? Cái này 21 triệu. Rồi 21 triệu mình vẫn hỗ trợ bao ship 200 cây số anh. Dạ. Theo các bạn ơi, gốc mã số 3. Một thân một cốt luôn. Chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Cây này trên 4,5 m. Rồi trên 4,5 m. Ngang trên 2 m. Ngang trên 2 m các bạn ơi. Cái này cũng có con tàn vô rồi. Vậy anh em nuôi thêm. Cho lập tàn về đặt lên anh em chơi thôi. Mặt bông sao anh Hiếu? Cái này cũng 6 cánh 7 cánh. Rồi, cái này anh đem về bắt đầu lá nọn đâm ra các bạn. 6 đến 7 cánh. Rồi, hết hồn cái củ luôn. Củ nở. Cây này tầm khoảng bao nhiêu năm tuổi rồi anh Hiếu? Cây này chắc cỡ 15 năm à. 15 năm ha. Rồi, đo thử thông số khoảng bao nhiêu anh? Cây này thích hợp gì cho anh em nuôi lại anh em ơi? Cây này là 38 em ạ. Rồi 38 hoành anh. Rồi anh đo cái củ đó coi như anh. Củ đặt luôn các bạn. Đế khá nha. Củ đặt là 58. Rồi 58. Rồi anh đo thoát thân khoảng bao nhiêu anh?
Cao thấp là 60. Rồi 60. Rồi cái mã số 3 này cho luôn với anh em giá sao anh? Mã số 3 giao luôn là 25 triệu. 25 triệu anh. Dạ, bao ship 200 km. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 4 nha. Một cốt phong cao luôn. Này chiều cao khoảng nhiêu anh? Chiều cây này trên 4,5 m. Dạ. Rồi tán ngang luôn nhiêu anh? Ngang trên 2,5 m. Rồi, cây này anh cũng có con tàn vô các bạn. Đây. Chi tàn thì cũng khá các bạn ơi. Vậy anh em tạo thêm nuôi thêm. Mặt bông nó sao anh? Bông từ 5 đến 9 cánh. Từ 5 đến 9 cánh ha. Hôm nay tổng cộng mình giao lưu với anh em là khoảng bao nhiêu gốc vậy anh Hiếu? À, tổng cộng là 7 8 gốc. Dạ, 8 gốc ha. Rồi bắt đầu vô quay bộ đế cho các bạn xem nha. Đế lực nha. Lớn. Cái này có đều lên trục á. Mấy cái nắp này nè anh? Nắp chỗ vàng vàng đó nó. Dạ. Rồi ok, đâu anh Hiếu vô đo thử thông số khoảng nhiêu anh Hiếu. Cây đang sung các bạn ơi, đang lên nhóm xù lên. Cái này anh em về nuôi lại là rít mình luôn. Cây này quỳnh thân 38. Rồi 38 quỳnh chuẩn luôn. Mình cũ 50. 50 ha. Rồi đo thoát thân đi anh. Thoát thân là 37. Rồi 37 ha. Bún bầu là 60. Rồi anh bún cái bầu này 6 tấc các bạn ơi. Số 4 này anh em nào thiện chí muốn sở hữu là mình giao lưu giá nhiêu vậy anh Hiếu? Cái này giá 22 triệu. Rồi 22 triệu anh. 200 số. Rồi. Bao xếp cho anh em 200 km các bạn ơi, 22 triệu. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Gốc mã số 5. Đây. Một thân một cốt luôn. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Hiếu? Cái này cao cỡ trên 3 m. Rồi, trên 3 m. Ngang trên 2 m. Tàn ngang trên 2,5 m các bạn ơi. Mặt bông sao anh Hiếu? Rồi 5 tới 7 cánh các bạn ơi. Một thân một cốt nha. Tàn nguyên thủy luôn. Cái này anh có con sơi cho các bạn. Cái này anh em về anh em chăm thêm nữa là về cho nó lập tàn tán đầy đủ anh em chơi thôi. Còn đây là bộ đế đây. Đế ok các bạn ơi, chuẩn nha. Dạ. Một cốt, cốt cành lực. Rồi đó anh Hiếu, đo thử thông số khoảng nhiêu anh Hiếu? Cây mã số 5 các bạn ơi. Cây này quỳnh 38. Rồi quỳnh chuẩn 38. Cái này quỳnh đế ha. Dạ. Quỳnh đế 80 đi. Rồi quỳnh đế 80 các bạn, anh chỉ áo áo sơ sơ thôi nha. Rồi sẵn tay anh đo cái thoát thân khoảng nhiêu anh Hiếu? Rồi 28. 15. Rồi cốt cành nhất 15 các bạn ơi. Tay chi lớn nha, lực. Rồi quay lại bộ tàn mặt bên đây cho các bạn xem các bạn ơi. Một thân một cốt nha, phong cao luôn. Rồi số 5 giao lưu với anh em giá sao anh? Cái này giao lưu với anh em là 25 triệu, bao ship 200 km. Rồi 25 triệu các bạn ơi, bao ship cho anh em 200 km nha các bạn ơi, gốc mã số 6 nha. Tàn đều, một cốt. Chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Cái này cao tới 3 m. Rồi, 3 m tán ngang nhiêu anh? Tán ngang 2,5 m. Dạ, cái này đang lên cái này gì anh? Dạ. Đang lên sụn các bạn ơi. Cốt cành lực nha. Đây, mặt phía này đây. Mặt bông sao anh? Rồi, 5 6 7 cánh ha. 5 tới 7 cánh các bạn ơi. Đi một vòng cho bạn xem. Cây này anh Hiếu chia sẻ đang lên xù. Bộ đế đây. Rồi đo thông số khoảng nhiêu Hiếu? Tay chi lực lưỡng luôn. Cái này quanh 43. Rồi 43 quanh chuẩn các bạn ơi. Là 27. Rồi thoát thân 27. Anh đo thử một tay chi được khoảng nhiêu anh? Rồi 12. Rồi. Cái này quay lại một vòng cho bạn xem nha.
bộ tàn tương đối các bạn ơi, ok nha, đều cây đang lên xù luôn. Rồi số 5, số 6 giao lưu với anh em giá sao anh Hiếu? Cây này giao lưu anh em là 26 triệu. Rồi 26 triệu. Rồi báo xếp cho anh em 200 cây số luôn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, khúc mã số 7 nha. Chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Cây này trên 3,5 m. Rồi. Ngang cỡ trên 2 m. Rồi. Cao 3,5 m, ngang 2 m các bạn ơi. Mặt bông cũng 5-7 cánh luôn hả sao anh? 5-7 cánh. Dạ. Rồi đây đủ đế các bạn ơi. Đây cái da là cái gì anh? Da này nó làm nó bị hơi chảy, dập. Dạ. Này xử lý rồi chưa anh? Vết keo rồi. Dạ. Xử lý rồi ha. Rồi đây các bạn ơi. Dạ. Có chạy một lỗ nhỏ các bạn ơi. Cái này cũng có hiện tượng. Xuống da. Anh xử lý rồi. Cái này lấy xô luôn hả anh? Rồi đo thử thông số anh Hiếu ơi. Như 41. Rồi, 41 của anh các bạn ơi. Thoát thân là 39. Rồi, thoát thân 39. 9. Rồi. Kênh thứ nhất là 9 các bạn ơi. Rồi ok anh ơi. Rồi số 7 giao lưu với anh em giá sao anh Hiếu? Cái này giao lưu anh em là 22 triệu. Rồi 22 triệu các bạn ơi. Bao xếp cho anh em 200 cây số luôn. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, anh Hiếu có giao lưu với anh em một gốc mai tàn. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Chắc trên 3 m. Dạ. Tán ngang này nhiêu anh? Ngang này trên 2,5 m. Dạ, anh thấy mình chị dây này mình vô là bao lâu rồi anh Hiếu? Cái này vô dây khoảng chừng 2 tháng, 3 tháng vậy. Dạ. Mấy nước rồi anh? Mới một nước đầu tiên. Dạ, cái này anh đang vô dây định hình bạn một nước nha, được vài tháng rồi. Này mới trồng mới thay đất mới, gà lá nó cũng hơi dúng dúng. Dạ, mới thay đất mới cho cây ha anh. Dạ. Đây các bạn, cây này cũng quạnh cũng khá là lớn nha. Cây này tầm khoảng bao nhiêu năm tuổi rồi anh? Cây này theo người ta nói cũng lâu lắm rồi, chứ 50-60 năm gì đó. Dạ. Một cây cổ các bạn ơi. Đây. Tại chi ảnh vô dơ sửa này cũng định hình này cũng đều được các bạn. Này nuôi thêm các bạn ơi. Đó là trời thôi. Mặt bông sao anh? Bông này từ 7 đến 9 cánh. 9 dạ. Cánh nhiều. Từ 7 đến 9 cánh ha anh. Bông chùm không anh? Bông chùm. Dạ. Một cốt nữa các bạn ơi. Cứ đây có cốt chủ lên nè. Nó lên khoảng 6 tắc vào, đâm ra thêm một nhánh nữa. Cốt chủ nằm ở đây các bạn ơi. Thẳng lên nha. Rồi. 60 năm tuổi anh. Đây là bộ đế các bạn ơi. Này mình trồng đây bao lâu rồi anh Hiếu? Cái này lên chậu cũng được năm mấy à? Một năm mấy. Dạ. Cái này thường chậu lâu lắm rồi. Dạ. Rồi đế các bạn. Tứ diện có hết nha. Đế lớn, lực. Rồi em nhờ anh Hiếu đo thử thông số này khoảng bao nhiêu anh Hiếu? Mình thân cái này 68. Rồi, 68. Đo hơi cao chút mà. Thân sát đế này là 83. Rồi, 83 các bạn ơi, sát mặt đế nha. Rồi anh đo xích trên anh. Đế trên đó là 72. Rồi, 72. Rồi anh đo thử cái củ đế bao nhiêu anh? Ủa đế là 94. Rồi 94 nha anh. Rồi ok anh ơi. Cái bạn thân rất là lực nha. Đây nè. Cái này anh em nào có gì sở hữu thì mình về nuôi thêm các bạn ơi. Cho tàn tán lập đầy đủ là anh em chơi. Vô bậy vài nước dây nữa là nó chuẩn cây các bạn ơi. Cái này anh mới vô một nước à. Mặt bông thì anh báo từ 7 đến 9 cánh các bạn ơi. Rồi anh em nào muốn sở hữu là mình giao lưu giá nhiêu vậy anh Hiếu? Cái này giao lưu với anh em là 120 triệu bao ship 200 km. Rồi 120 triệu bao ship cho. Dạ. 120 triệu các bạn ơi. Bao ship cho anh em 200 km nha. Anh em nào thật sự thiện chí thì mình alo trực tiếp anh Hiếu đi để mình giao lưu.